Ngày 15 tháng 3, mở cửa lại hoạt động du lịch trên toàn quốc trong điều kiện bình thường mới. Thành phố Đà Nẵng đã và đang chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón khách du lịch quốc tế đảm bảo an toàn, hiệu quả. Trước dịch COVID-19, khu du lịch suối khoáng nóng núi Thần Tài là một trong nhiều địa điểm được khách quốc tế lựa chọn và chủ yếu là sử dụng dịch vụ tắm buồm. Sau khi mở cửa trở lại từ ngày 8 tháng 2 năm 2022, khu du lịch đã mở rộng cảnh quan khuôn viên và nhiều dịch vụ như khu vực huyệt Long Hồ, tắm khoáng nóng, sân chơi thể thao, con đường tình yêu và đưa một số hạng mục mới vào vận hành. Theo đó, khu du lịch đã đón trung bình khoảng 300-400 khách một ngày, còn cuối tuần hay dịp lễ thì dao động khoảng 1.000 khách một ngày. Để đón khách quốc tế, khu du lịch này đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện nay là khu du lịch đã có đầy đủ những cái điều kiện về an toàn, về cả nhân lực, về cả cơ sở vật chất hạ tầng để sẵn sàng đón một cái lượng khách lớn giống như là những cái năm vừa qua trước thời điểm dịch bệnh. Hiện các khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu Khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ thuật, Nhà trưng bày Hoàng Sa đang miễn phí vé tham quan đến hết năm 2022. Các địa điểm này cũng đang nỗ lực triển khai các hoạt động hấp dẫn để thu hút khách, trên hết vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch. Lãnh đạo ban cũng có cái công tác phối hợp với Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, với các phòng ban có liên quan. Nếu giả thiết có vấn đề gì liên quan đến dịch thì mình cũng đã có cái kịp thời công tác phối hợp để mà tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ này một cách tốt nhất. Còn về mặt viên chức và người lao động là sẵn sàng trên tất cả phương diện công việc của mình để mà phục vụ du khách đến với di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn là một điểm đến an toàn. Hiện có khoảng 50% cơ sở lưu trú tại thành phố mở cửa phục vụ khách, trong đó có hơn 40 khách sạn từ 3 sao trở lên mở cửa trở lại và giảm 20-50% giá tiền phòng, kèm nhiều ưu đãi đặc biệt khác tặng cho du khách. Đồng thời, thành phố đã thẩm định lựa chọn 47 đơn vị tham gia phục vụ du khách quốc tế theo chương trình thí điểm, gồm 16 cơ sở lưu trú, 3 khu điểm du lịch, 25 đơn vị vận chuyển, 1 cơ sở ăn uống, 1 khu vui chơi giải trí và 1 sân golf. Trước khi có dịch thì khách sạn chúng tôi là khách sạn 5 sao, cho nên đã thường xuyên đón khách quốc tế, ví dụ như là Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Âu. Cái thứ hai ấy, thì trong cái thời điểm mà đỉnh dịch lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thì khách sạn Tai Mau cũng là một trong những khách sạn được thành phố Đà Nẵng mà đồng ý để mà tiếp đón bà con đồng hương ở trong kia về lưu trú cách ly y tế tại khách sạn. Cho nên chúng tôi thực sự rất có kinh nghiệm trong việc đón tiếp khách quốc tế cũng như là công tác phòng chống dịch COVID-19. Dịp lễ Tết vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã thu hút đông đảo du khách đến với thành phố tham quan, vui chơi và lưu trú. Đây là tín hiệu tốt cho thấy du khách tin tưởng, an tâm vào môi trường thành phố. Bên cạnh đó, các hãng hàng không đã chuẩn bị sẵn sàng và ấn định thời gian để khai thác các chuyến bay quốc tế từ các thị trường trọng điểm đến với thành phố Đà Nẵng. Trung tâm xúc tiến du lịch đã xây dựng một cái kế hoạch truyền thông cho cái chiến dịch mở cửa đón du lịch quốc tế và đặc biệt là vào ngày 27 tháng 3 đã phối hợp với AHT, ACV và các hãng hàng không để đón chuyến bay đầu tiên của Singapore Airlines và cái đoàn farm trip đến với Đà Nẵng từ Thái Lan của Vietjet Air đó. Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng đã yêu cầu ngành y tế Đà Nẵng sớm ban hành phương án về phòng chống dịch cũng như cách ứng xử đối với khách du lịch khi phát sinh ca mắc COVID-19.